Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận cho biết, theo kế hoạch sáng nay 27 tháng 4, sẽ phối hợp với tỉnh Tiền Giang và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khánh thành cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đây là tuyến đường quan trọng nối thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại, được đông đảo người dân chờ đợi từ nhiều năm nay. Tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận được khởi công vào tháng 11 năm 2009. Sau khoảng 10 năm đình trệ với nhiều lần thay đổi nhà đầu tư, thay đổi tổng mức đầu tư, lùi thời hạn hoàn thành dự án và chỉ đạt 10% khối lượng. Đến tháng 3 năm 2019, liên danh các nhà đầu tư đã mời tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị điều hành dự án. Sau khi tái khởi động, công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đã huy động hàng ngàn cán bộ kỹ sư công nhân xuyên suốt ngày đêm bám sát việc thi công, nhờ đó tiến độ được đẩy nhanh.